Người phụ nữ mặc quần xuyên thấu để lộ nguyên vòng ba thản nhiên đi lại giữa sân bay cùng chồng và con nhỏ. Danh tính còn gây bất ngờ hơn. Hình ảnh người phụ nữ mặc quần xuyên thấu để lộ vòng ba phản cảm hôn nhiên đi lại giữa sân bay đông người hiện đang là đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Thế nhưng khi biết được danh tính, ai nấy còn ngỡ ngàng hơn. Chuyện chị em ăn mặc gợi cảm ra đường không còn là hiếm gặp. Thế nhưng chọn trang phục mỏng manh như người phụ nữ trong trường hợp dưới đây đang nhận về rất nhiều bình luận trái chiều. Cụ thể, hình ảnh một người phụ nữ đi cùng chồng và một người con trai giữa sân bay nhưng lại mặc chiếc quần lưới mỏng tang xuyên thấu để lộ nguyên vòng ba của người phụ nữ này. Dù biết chiếc quần mỏng phàn trù nhưng người phụ nữ lại mặc nội y với sắc màu nổi bật bên trong, dường như cố tình phô diễn một cách nố lăng phản cảm mà không hề ngại ngùng xấu hổ. Có vẻ như nữ chính này cũng chẳng đoái hoài nếu bị người xung quanh chú ý hay dị nghị bởi cô cố tình mặc như vậy. Hình ảnh phản cảm trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người lên tiếng chỉ trích việc người phụ nữ này đi cùng con trai mà ăn mặc lố lăng phô diễn vòng ba một cách quá thô thiển. Trước đó, người phụ nữ này cũng từng gây sốt khi diện trang phục này đi rút tiền ở cây ATM cùng con trai. Không chỉ phản cảm mà việc ăn mặc như vậy trước mặt con trẻ cũng là điều không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, số ít người nhận ra danh tính của người phụ nữ này không ai khác đó chính là LBC, một cái tên từng gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua bởi stylist thả rông vòng một. Được biết trước đó người phụ nữ này đã được biết đến sau những bức ảnh diện những chiếc áo mỏng, không mặc áo ngực để lộ rõ vòng một đi khắp nơi cùng với gia đình. Đáng chú ý nhất là ảnh thả rông check-in tại đền Ngọc Sơn, một nơi linh thiêng ngay trung tâm Hà Nội. Bức ảnh từng nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Mặc dù bị dư luận chỉ trích nhưng người phụ nữ dường như không mấy quan tâm đến búa rìu của dư luận nên tiếp tục diện những trang phục mang phong cách riêng. Điển hình như hình ảnh cô chỉ mặc chiếc quần mỏng tang đi giữa sân bay như ở trên khiến cho dân mạng phản ứng gay gắt. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.